Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà cầm quân lỗi lạc của lịch sử. Nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không người dân Việt Nam nào là không biết nhà lãnh đạo và nhà cầm quân lỗi lạc của lịch sử. Đại tướng không chỉ là vị tướng huyền thoại trong lòng người dân Việt Nam, mà còn là một thiên tài quân sự được thế giới trân trọng, cảm phục và suy tôn, là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới qua mọi thời đại. 1000 bài học danh nhân sẽ mang đến cho bạn nhiều góc nhìn và câu chuyện đầy cảm hứng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các bạn đừng quên một thông tin rất quen thuộc, bài của chúng ta tuần nào cũng được lên mới tại kênh YouTube 1000 bài học danh nhân. Để xem thì cũng dễ lắm, vào YouTube gõ từ khóa 1000 bài học danh nhân xem video đầu tiên mới nhất các bạn nhé. Và cũng đừng quên ấn đăng ký, ấn vào chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức thú vị nào nha. Vị đại tướng đầu tiên của Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là đại tướng đầu tiên của Việt Nam, người còn giữ vị trí Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những người thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là một nhà lãnh đạo quân sự, cuộc đời đại tướng gắn liền với những chiến dịch trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những chiến dịch mà đại tướng chỉ huy chính đã gây tiếng vang lớn có thể kể tới như Chiến tranh Đông Dương 1946-1954 đánh đuổi thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam năm 1960-1975 thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc. Chính những chiến tích mà đại tướng góp phần cống hiến đã nâng vị trí của tướng Giáp lên một tầm huyền thoại, lỗi lạc trong lịch sử quân sự thế giới. Là một nhà trí thức lớn yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng cao đẹp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giáo dục, dìu dắt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không ngừng tự học, tu dưỡng vươn cao, ngang tầm nhiệm vụ, đại tướng trở thành một trong những nhà lãnh đạo đất nước, vị đại tướng của nhân dân. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được coi là một trường hợp khá đặc biệt, thật hiếm có của cả Việt Nam và thế giới trong thế kỷ 20. Không chỉ lừng danh là một vị tướng thiên tài của tất cả các thời đại, ông còn được nhân dân thế giới biết đến và quý trọng là một vị tướng tài, đức, văn võ song toàn, một nhân cách sáng ngời. Sự công nhận của thế giới. Rất nhiều tướng lĩnh, nhà báo nước ngoài đã dành những lời nhận xét về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tướng De Castri là người chỉ huy cao nhất của quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Ông bị bắt sống tại căn hầm của mình. Trước khi được trao trả về Pháp, ông dành nhiều lời lẽ bày tỏ sự thán phục tài cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như Tướng Giáp là một người thông minh, dũng cảm, một người giỏi chỉ huy du kích. Ông ấy cũng giỏi về chính trị, về chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Nay, qua trận Điện Biên Phủ, tôi thấy Tướng Giáp không những giỏi về chỉ huy đánh du kích, mà còn giỏi cả về chỉ huy trận địa chiến, chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng và cả về nghi binh đánh lừa tình báo đối phương. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, tướng Marcel Bigier, người tham gia chỉ huy quân đội Pháp trong trận Điện Biên Phủ, đã nói về đối thủ của mình như sau. Tướng Giáp đã lãnh đạo quân đội nước Việt Nam giành được chiến thắng trong một thời hạn thực đặc biệt kéo dài suốt 30 năm. Đó là một kỳ tích chưa từng thấy. Đúng vậy, không phải hiện tại mà là muôn đời sau. Tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Hay như tướng William Westmoreland là Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông nhận xét về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mọi đức tính tạo thành một nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc như sự quyết đoán, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung trí tuệ và hành động, trí thông minh. Tất cả đều có ở tướng Giáp, một vị chỉ huy vĩ đại. Có thể khẳng định, công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam thể hiện trên lĩnh vực văn hóa quân sự, trở thành một trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ 20. Đồng thời, Võ Nguyên Giáp còn là nhà chiến lược quân sự thiên tài, đã hoạch định chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam. Bách khoa Toàn thư Quân đội Quốc phòng Mỹ xuất bản năm 1993 viết, tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao, sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử. Tài thao lược thông qua tự học hỏi. Xuất thân là một giáo viên dạy sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sớm tham gia vào các hoạt động cách mạng khi còn là thiếu niên.
nhưng sự nghiệp quân sự của người chính thức bắt đầu từ năm 29 tuổi khi Võ Nguyên Giáp cùng Phạm Văn Đồng lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn ra cái tâm và cái tài của chàng thanh niên mang bí danh Dương Hoài Nam này. Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành cả cuộc đời mình để tự học hỏi thông qua lịch sử, sách vở và kinh nghiệm chiến trường. Với sự chăm chỉ cùng khả năng sáng tạo tuyệt vời trong chiến thuật, Đại tướng là vị chỉ huy chính trong các chiến dịch quan trọng, có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của dân tộc. Và nhờ đó, người không trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội mà được phong hàm Đại tướng ngay. Người trở thành vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi. Nhà chiến lược quân sự xuất sắc. Tại nghi binh chiến dịch, đặc biệt là lý luận về trận đánh quyết định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được giới quân sự thế giới rất chú ý. Đại tướng cho rằng, ta có thể đánh thắng địch trong khi chúng đông quân nhất, nhiều vũ khí nhất và ngay cả khi chúng cho là ta không thể thắng chúng, miễn là ta có cách đánh đúng, thích ứng với tình hình thực tế. Với sự tự tin to lớn ấy, kết hợp cùng trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, sắc sảo và sự quyết đoán, hành động một cách hết sức quyết liệt, mau lẹ kịp thời, Đại tướng đã giúp quân đội ta chớp lấy nhiều thời cơ tuyệt vời trong lịch sử để áp dụng học thuyết về trận đánh quyết định và giành chiến thắng như trong cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang tháng 8 năm 1945 ở mặt trận Điện Biên Phủ, trong trận Điện Biên Phủ trên không và trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975. Tướng Osmoland nhận định, Võ Nguyên Giáp là một vị tướng vĩ đại. Ông Giáp có tất cả đức tính của một thống soái quân sự lớn, đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh. Những vị tướng chỉ huy quân sự ở cấp cao buộc phải có đức tính này, nếu không họ sẽ không tồn tại lâu được. Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có điều mà chúng ta học hỏi được để trở nên thành công chính là sự tự tin và quyết đoán. Ứng dụng 1.000 bài học doanh nhân của chúng tôi tin rằng, bạn cần phải tin tưởng vào những suy nghĩ của bản thân hơn bất kỳ ai hết. Chỉ khi đó, bạn mới có khả năng đưa ra được những quyết định chính xác và kịp thời. Hoài nghi đi cùng sự chần chừ và bạn không thể tự quyết định cuộc đời của mình. Chưa nói tới những vấn đề lớn lao hơn như sinh mạng con người hay vận mệnh một đất nước. Nhân cách sáng ngời. Là một học trò xuất sắc và gần gũi của lãnh tụ Hồ Chí Minh, lại xuất thân từ một nhà giáo dạy sử, Đại tướng hiểu rõ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng trọng dân, nước lấy dân làm gốc. Đây cũng chính là lý tưởng xuyên suốt cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Yếu tố nhân dân luôn bám rễ sâu trong tư duy quân sự của ông. Trên cương vị Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công lớn cùng tập thể Quân ủy Trung ương đưa quan hệ dân quân trở thành một trong những nét đẹp truyền thống quý báu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như trong việc tạo dựng hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Bản thân Đại tướng đối với quân và dân ta cũng vô cùng ân cần chăm sóc. Đại tướng luôn hỏi han, quan tâm tới tướng sĩ của mình. Trước mỗi cuộc chiến đấu, Đại tướng đều viết thư động viên, nhắc nhở và thăm hỏi tình hình sức khỏe. Với quân và dân ta, Đại tướng là người anh, người đồng chí thân thiết. Còn với những kẻ địch trong và ngoài, Đại tướng cũng đều dành một sự bao dung, độ lượng. Với kẻ thù khi đã đầu hàng, Đại tướng sẵn sàng tha thứ và chăm sóc cũng như trao trả họ về với đất nước của họ. Với những người thân cận nhưng đặt ra nhiều nghi ngờ, thậm chí gièm pha về Đại tướng, người chỉ chọn chữ nhẫn. Vì sự đoàn kết nội bộ, vì lợi ích của đất nước, Đại tướng không nóng vội, thanh minh hay gây mâu thuẫn. Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những bài học về sự nhẫn nại, hy sinh vì lợi ích tập thể mà mỗi chúng ta cần nhớ tới. Sự ích kỷ có thể sẽ âm thầm giết chết con người bạn và cả một tập thể. Rất khó để khiến người khác nể phục và khiến bạn thành một người lãnh đạo tuyệt vời. Bên cạnh đó, sự bao dung đúng lúc càng giúp hình ảnh của bạn trở nên tích cực, cũng như để bản thân bạn cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương phản chiếu của gần trọn thế kỷ 20, thời kỳ dữ dội nhất và cũng bi hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Đức độ, tài năng của Đại tướng đã đem lại cho người niềm tin yêu trọn vẹn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ và khâm phục của bạn bè quốc tế, thậm chí là cả người đã từng là đối thủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số những nhà lãnh đạo quân đội huyền thoại trong lịch sử và sẽ mãi được nhắc đến như một biểu tượng cho bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu cảm thấy hữu ích,
Đừng quên đánh giá sao và viết nhận xét cho ứng dụng 1.000 bài học doanh nhân trên App Store và CH Play, giúp chúng mình thêm động lực, tạo ra nhiều bài học thú vị và bổ ích mới nhé. 1.000 bài học doanh nhân, ứng dụng đặc sắc nhất về cuộc đời các vĩ nhân thế giới. Họ là những con người đã làm rung chuyển cả thế giới. Họ đưa loài người chúng ta tiến bước, họ dẫn dắt các cuộc cách mạng, sáng tạo ra những phát minh. Cuộc đời của họ vừa hấp dẫn khiến chúng ta mê say, vừa để lại vô vàn bài học quý giá. Với lòng ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc tới các bậc vĩ nhân, với khát khao học hỏi, chúng tôi đã thực hiện hành trình dày công nghiên cứu và chọn lọc những bài học đặc sắc nhất từ 1.000 danh nhân xuất chúng nhất trong 20 lĩnh vực khác nhau trong lịch sử nhân loại, từ cổ đại tới hiện đại, từ Đông sang Tây, chia thành 100 chủ đề khác nhau. Đồng hành cùng ứng dụng 1.000 bài học doanh nhân, bạn sẽ được gặp từ các nhà khoa học lỗi lạc như Einstein, Newton, đến các doanh nhân xuất chúng như Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, từ các chính trị gia xuất sắc như Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, đến các chiến tướng đại tài như Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, từ các nhà họa sĩ tài danh như Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, đến các nhà phát minh vĩ đại như Thomas Edison, Nikola Tesla. Bạn sẽ cùng trò chuyện với họ, lắng nghe cuộc đời họ, bạn sẽ tràn đầy cảm hứng, học hỏi nhiều điều từ họ và tốt hơn lên mỗi ngày. Ứng dụng 1.000 bài học doanh nhân sẽ kể những câu chuyện và những bài học tinh túy được chất lọc từ cuộc đời của các doanh nhân tầm cỡ nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là những kiến thức và sự kiện được chúng tôi tham khảo từ vô vàn cuốn sách và những bộ tư liệu lịch sử. Ứng dụng sẽ đi thẳng vào những bài học cốt lõi từ những vĩ nhân bậc nhất, chuyển hóa thành các chuyên đề thật cô đọng, ngắn gọn để giúp bạn có thể nhanh chóng nắm được cốt lõi và rút ra được những điều quý giá. Ngôn ngữ kể chuyện gần gũi, giọng đọc truyền cảm, có hồn, các bài học ngắn gọn, sâu sắc, đầy cảm hứng. Sau khi học xong một chủ đề, bạn có thể chọn album, nghe đi nghe lại nhiều lần để nghiền ngẫm, ngấm kiến thức, để hình mẫu của các doanh nhân đi vào trong tiềm thức và thành những lời khuyên, lời động viên theo bạn hàng ngày. Bạn có thể học và nghe mọi lúc mọi nơi tại website 1000baihocdoanhnhan.com hoặc qua ứng dụng điện thoại trên App Store hoặc Google Play. Nếu bạn thực sự say mê những con người vĩ đại và những bài học vĩ đại, nếu bạn muốn lấp đầy quãng thời gian chết của mình bằng điều gì đó thật sự quý giá, nếu bạn không có điều kiện đầu tư hàng chục hàng trăm triệu đồng cho các khóa học kỹ năng, nếu bạn muốn suy nghĩ như những con người hạng nhất, nếu bạn quan tâm đến những gì cốt lõi và tinh túy nhất, hãy sử dụng ứng dụng 1.000 bài học doanh nhân. Con đường vươn lên trong cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu từ việc trò chuyện và học hỏi từ những con người đã làm nên thế giới này. Hãy sử dụng ứng dụng hàng ngày và học tập những con người đã làm nên lịch sử. Hãy coi mỗi ngày bạn tiến bộ là một ngày thành công. Hãy bước theo dấu chân của những người vĩ đại, bởi nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày.